Xin chào các bạn, mình là Nhật Minh. Hôm nay chúng ta cùng học bài 8, học về góc nhọn, góc tù, góc bẹn. Đây là một cái kiến thức mới trong quyển sách giáo khoa 4, quyển sách giáo khoa 8 lớp 4 đấy nha các bạn. Nên bài này chúng ta cần tập trung và chú ý nha. Nó là một bài kiến thức mới đấy các bạn ạ. Đây là góc nhọn, các bạn có thể thấy trong hình này. Bạn robot đang giữa một thanh gỗ để làm ra một góc nhọn. Đây là một cái góc nhọn nha các bạn. Góc nhọn này thì nó sẽ tạo ra một cái góc nhọn. Chúng ta có thể lấy thước đo độ để đo xem nó bao nhiêu độ. Ở đây thì mình nhận được kết quả đó chính là góc 40 độ nha các bạn. Và ở đây thì các bạn thấy, các bạn sẽ dùng cái hai loại thước này. Đây, hai loại thước này nha các bạn. Eke, đây là eke cân, còn đây là eke không cân nha các bạn. Eke này sẽ có một đầu là một đầu là 60 độ. Đây, một đầu sẽ là 60 độ và một đầu là 30 độ. Một đầu đằng này là một góc vuông 90 độ nha các bạn. Ở đây là eke cân. Rồi, chúng ta cùng học tiếp nào. Đây là góc tù nha các bạn. Góc tù sẽ lớn hơn góc vuông. Đây, cô chưa nói với các bạn, góc nhọn nó sẽ bé hơn góc vuông nha các bạn. Góc tù lớn hơn góc vuông. Đây là hình của góc tù. Thì đây các bạn có thể thấy, các bạn sẽ đặt cái thước đo góc của mình vào cái đằng của góc vuông ấy, và đặt lên như trong hình vẽ như này. Và chúng ta sẽ thấy nó bị thừa ra một chút ở đây. Thì đó chính là một góc tù đấy các bạn ạ. Còn góc nhọn thì nó sẽ bị thiếu đi một ít ở chỗ này. Để thành một góc vuông thì nó sẽ là góc bẹn. Và nếu cả hai thước này mà dùng cả hai thước này mà nó, đây là một cái góc bẹn nha các bạn. Hay là chúng ta có thể thấy đó là một cái đường thẳng nha các bạn. Đây, chúng ta có thể đặt thước, đặt hai cái loại eke này vào cùng một tâm như này. Chúng ta có thể đo được đó là góc gì. Nhưng ở đây thì các bạn đều thấy góc tù, góc bẹt thì nó sẽ là một cái đường thẳng nha. Nên ở đây chúng ta biết rồi, nhìn là biết, chúng ta không cần đo nữa nha các bạn. Để đỡ lãng phí thời gian, chúng ta sẽ đến phần hoạt động. Còn góc bẹt nó sẽ làm bằng hai góc vuông đây các bạn ạ. Nó sẽ bằng hai góc vuông cộng lại. Đến phần hoạt động bài 1, tìm các góc nhọn, góc tù và góc bẹt trong các góc sau. Đây, góc đầu tiên, góc đỉnh O cạnh OM, ON, chúng ta cùng đo nhá. Mình sẽ dùng cái eke cân này để đo nha các bạn. Đây, ở đây thì kết quả của mình thu được trong cái góc này đó chính là một góc nhọn nhá. Một góc nhọn bởi vì ở đây khi mình đo thì mình thấy nó không vuông và nó bị thiếu để biến thành một góc vuông. Và đây đó chính là một góc nhọn. Góc nhọn. Tiếp theo, đây các bạn xem đo cái góc này. Các bạn sẽ đặt như ở trong hình vẽ trên này, đây. Nhưng ở đây các bạn đặt ngược lại nhá. Chúng ta sẽ thấy nó bị thừa ra và nó lớn hơn góc vuông. Vậy đó chính là góc tù nhá các bạn. Nó chính là một góc tù. Tiếp theo, góc đỉnh C cạnh CI, CK. Rồi, tiếp theo, chúng ta cùng đo nhá. Ở đây, các ông bạn nhìn là có thể biết đó là một góc vuông rồi. Khi chúng ta đặt thước vào cái tâm, cái góc đỉnh C này, chúng ta sẽ thấy là nó là một cái góc vuông nhá. Góc vuông, đây là một góc vuông. Tiếp theo, đây
Đây thì các bạn nhìn là các bạn thấy đó là một góc bẹt, là một cái đường thẳng nha các bạn. Còn đây, tiếp theo, hình tiếp theo chúng ta sẽ đặt thước vào ngược lại để đo nha các bạn. Đây, nó bị ít hơn một góc vuông, vậy nó sẽ là góc bẹt, góc nhọn. Nó sẽ là một góc nhọn nha các bạn. Tiếp theo, góc đỉnh A cạnh AG, AH, chúng ta sẽ đặt thước vào góc vào đỉnh A và chúng ta thấy nó bị thừa ra. Vậy thì đó chính là một góc tù nhá. Góc tù. Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ tìm được 5 chúng trên bài này, đề bài cho chúng ta biết chúng ta cần tìm góc nhọn, góc tù và góc bẹt. Ở đây chúng ta cùng khoanh nha. Góc nhọn này các bạn. Đây. Tiếp theo, góc tù. Ở đây góc vuông này chúng ta không cần tìm, góc bẹt. Tiếp theo, góc nhọn. Rồi, cuối cùng là góc tù nha các bạn. Đây hình góc đỉnh A cạnh AG, AH này này. Đây là 5 góc chúng ta cần tìm. Gồm có 2 góc nhọn, 2 góc tù và 1 góc bẹt. Rồi, ở đây Việt có 2 cái kéo như hình dưới đây. Đấy ha. Đây, chúng ta cùng đo cái góc của 2 cái kéo này làm ra nhá. Cái kéo màu xanh. Đây, kết quả của mình thu được sau khi đo chính là đó là một góc nhọn nhá các bạn. Và cái kéo màu đỏ tạo ra một cái góc. Ở đây thì mình đo thấy nó còn thừa ra một góc đằng này, nên nó là một góc tù. Vậy ở trong đây, người ta bảo chúng ta hình cái kéo nào có hai nước kéo tạo thành góc tù, cái kéo nào có hai nước kéo tạo thành góc nhọn. Đây, chúng ta thấy sau khi đo, chúng ta thấy là cái kéo màu xanh tạo thành góc nhọn, có góc nhọn. Và cây cá màu đỏ xem nào, có góc tù. Rồi, tiếp theo bài 3, bài cuối trong phần hoạt động nha. Bài 3, bạn An chọn một trong 3 miếng bánh 1, 2, 3 như hình vẽ. Biết rằng miếng bánh mà An chọn không phải là miếng bé nhất, góc đỉnh O ở miếng bánh mà An chọn không phải là góc bẹt. Đây, chúng ta cùng tìm nha. Miếng bánh bạn An chọn là không phải miếng bánh bé nhất. Vậy chúng ta cần đo tất cả những cái góc mà miếng bánh pizza này tạo ra. Miếng bánh thứ nhất, nó là một góc nhọn nha các bạn. Sau khi đo, chúng ta thấy nó là một góc nhọn. Miếng bánh thứ hai, đây nó thừa ra, vậy nó là một góc tù. Và cuối cùng, miếng bánh thứ ba là một cái góc bẹt. Vậy thì góc đỉnh O ở miếng bánh mà An chọn không phải góc bẹt, không phải góc bẹt và không phải những góc bé nhất. Góc bé nhất ở đây chính là miếng bánh thứ nhất. Vì đó là góc nhọn đấy các bạn ạ. Và đáp án của chúng ta chính là góc là miếng bánh B nha các bạn. Miếng bánh mà An chọn là miếng bánh thứ hai. Rồi, chúng ta sẽ đến phần luyện tập tìm các góc nhọn, góc tù và góc bẹt trong các góc sau. Đây, chúng ta cùng tìm nhá. Góc đỉnh O cạnh OC, OD. Chúng ta cùng đo nào. Ồ, nó thừa ra. Vậy nó là một góc tù nha các bạn. Tiếp theo đến góc đỉnh Y cạnh IE, IH. Và nó là một góc nhọn. Tiếp theo, nó góc đỉnh Y cạnh IP, IR. Và nó cũng là một góc nhọn nha các bạn.
Tiếp theo là góc đỉnh O cạnh OA, OB và nó là một góc vuông. Đây các bạn có thể thấy. Nó là một góc vuông nhá. Tiếp theo ở đây hình góc đỉnh Y cạnh IL, IK là một góc tù. Cuối cùng là góc bẹt. Đây. Đây là góc tù. Góc bẹt. Xin lỗi các bạn, ở đây là góc nhọn nhá. Bên này cũng vậy, là góc nhọn. Đây, hai góc này đều là góc nhọn nhá. Và đây chính là góc vuông. Đây như mình đã nói đó chính là một góc tù nhá. Cuối cùng đó chính là góc bẹt. Rồi chúng ta sẽ đến bài 2. Con nhện bò theo một trong hai đường đi màu đỏ hoặc màu xanh để về tổ như mình vẽ. Đây các bạn nhìn trong đây. Câu hỏi 1, tìm đường cho nhện, biết rằng đường đi này có ít nhất một góc tù. Ở đây thì các bạn thấy những đường đi ở trước đó thì không có một góc tù nào rồi. Ồ, ở đây, ở góc đỉnh O, cạnh OM, ON mình đã tìm thấy một góc tù đấy các bạn ạ. Ở đây một góc tù, nó ở đỉnh O, cạnh OM, ON. Đây, các bạn có thể đo và thấy. Đây, nó bị thừa ra một chút ở đây và nó là một góc tù nhé các bạn. Vậy con nhện sẽ đi theo đường màu xanh để về tổ. Rồi, câu B, dùng thước đo để chính xác góc đo của đỉnh O, cạnh OM, ON. Đây, mình sẽ viết vào đây nhá. Góc. Góc tù. Đỉnh. O. Nhầm là ON, OM. Bằng. Chúng ta cùng đo nhá. Ở đây chúng ta cần dùng cái thước đo góc này nha các bạn. Đây và chúng ta sẽ đặt vào tâm của cái góc này. Vậy thì đây nó là một góc góc tù nhá các bạn. Các bạn chờ mình một chút nó để mình đo. Ở đây thì chúng ta đã thấy đó là một cái góc tù cạnh 120 độ nhá. Đây, nó là một góc 120 độ.
Rồi, bài 3. Quan sát các mặt đồng hồ dưới đây và cho biết lúc mấy giờ thì kim phút tạo thành góc nhọn, góc tù, góc bẹt, góc vuông. Đây các bạn thấy, ở đây thì đồng hồ thứ nhất chỉ 6 giờ và nó tạo một góc bẹt nha. Tiếp theo, đồng hồ thứ hai chỉ lúc 2 giờ và tạo ra một góc nhọn. Tiếp theo, lúc 9 giờ sẽ tạo ra một góc vuông. Cuối cùng là lúc 4 giờ. Vậy nó sẽ tạo ra một góc tù nha các bạn. Và ở đây, câu B, hãy tìm một thời điểm khác khi đó kim giờ hoặc kim phút của đồng hồ tạo thành góc vuông. Vậy thì nó sẽ có một thời điểm nữa, đó chính là 3 giờ đấy các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến bài 4. Có một bánh xe bằng gỗ đã hỏng như hình vẽ. Có một đang gặm một trong hai cái lan xe màu đỏ. Bên lan xe đó và một lan xe màu xanh tạo ra một góc tù. Thì lan xe có con mặt gỗ đang gặm. Ở đây, chúng ta có thể chọn là lan xe màu đỏ A hoặc B. Đây nha các bạn. Các bạn thấy thì đây, chúng ta sẽ thử với anh lan xe A trước. Lan xe ở đây có hai lan xe màu đỏ nha các bạn và hai lan xe màu xanh. Vậy chúng ta sẽ thử lan xe màu lan xe A màu đỏ với bên này, lan xe màu xanh bên này. Vậy thì chúng ta sẽ được một cái góc góc nhọn. Vậy thì ở đây, đây không phải là một góc chúng ta cần tìm. Và chúng ta thử đến với lan xe màu xanh tiếp theo ở bên này, nhưng mà ở bên này nó lại thành một góc vuông rồi nhá các bạn. Vậy cái lan xe màu đỏ A lại nhá các bạn, đến lan xe B, chúng ta thử lan xe bên này, chúng ta cùng đo nhá, nó là một góc 120 độ đấy các bạn ạ. Và các bạn thấy thì đây, vậy thì lan xe B là lan xe đúng. Lan xe B là đúng. Rồi. Các bạn chờ mình một chút nha. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Đây là một phần mới trong cái bài này, bài 8 này. Bài 1 trong phần luyện tập. Mỗi chiếc quạt xảy ra tạo thành một góc. Bạn Nga đếm số góc nhọn, góc vuông, góc tù và góc bẹt sao cho biểu đồ như hình vẽ. Nhưng bạn ấy bị nhầm một cột. Hỏi cột đó là cột nào? Ở đây chúng ta sẽ đến số cái cột góc nhọn trước nha. Xem bạn Nga đã đếm đúng chưa. Rồi, cái quạt thứ nhất các bạn nhìn là các bạn sẽ thấy đó là một cái góc bẹt. Chúng ta cùng tìm góc nhọn trước nha. Ồ, đây, cái quạt màu xanh lá cây đậm này nó là một cái góc nhọn và màu cam cũng vậy là một góc nhọn. Ở đây thì có tổng cộng là hai góc nhọn. Vậy thì có góc nhọn bạn Nga đã đúng rồi nha. Tiếp theo, góc vuông. Góc vuông ở đây thì mình thấy là có một góc thôi, là cái quạt màu tím này. Vậy thì góc vuông là bạn Nga đếm sai. Tiếp theo là góc tù. Góc tù thì có một cái này, hai và ba, ba góc tù nha. Góc bẹt tiếp cũng có ba cái quạt của góc bẹt. Và góc một cái cột đó bạn Nga đếm sai, đó chính là cột góc vuông. Ở đây đáng nhẽ chỉ có một góc vuông thôi nhé các bạn. Bạn Nga đã đếm sai thêm một góc vuông nữa rồi. Chúng ta sẽ đến bài 2 số. Ở đây chúng ta sẽ nhìn vào hình tam giác, hình bên này, và sẽ đếm xem có bao nhiêu góc nhọn, góc vuông và góc tù.
Đây các bạn thấy ở trên này, ở đây có góc tỉnh B cạnh BH, BA nó sẽ là một góc nhọn. Tiếp theo cạnh C, cạnh góc đỉnh C cạnh CH, CA sẽ là một góc nhọn tiếp nhá. Tiếp theo là góc đỉnh A cạnh AB, AH là một góc nhọn. Tiếp là góc đỉnh A cạnh AH, AC cũng là một góc nhọn nha các bạn. Ở đây tổng cộng chúng ta sẽ có 4 góc nhọn. Đây mình sẽ làm vào trong Word nha. Hình bên có 4 góc nhọn. Đó là góc đỉnh góc đỉnh B cạnh B A, đỉnh B cạnh B A, B H. Rồi đây đó chính là một góc nhọn nhá, đây là một góc nhọn nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với góc nhọn đỉnh A. Đây chúng ta sẽ có góc đỉnh A cạnh A. Ở đây chúng ta sẽ có cạnh AH, AH và AB. Rồi tiếp theo tiếp là góc đỉnh A, góc đỉnh A tiếp nha các bạn, nhưng mà cạnh khác đấy, góc đỉnh A cạnh AH, AH, AC, rồi và tiếp tục đó chính là cạnh nữa, góc đỉnh ở đây góc đỉnh C nhá, góc đỉnh C cạnh cạnh CA, CH. Rồi ở đây thì sẽ có 4 góc nhọn. Tiếp theo hình bên có bao nhiêu góc vuông. Đây ở đây chúng ta thấy sẽ có 2 góc vuông nhá, là góc đỉnh H cạnh HB, HA, tiếp là góc đỉnh H cạnh HA, HC. Chúng ta cùng làm nhá, có 2 góc vuông. Đó là góc đỉnh H cạnh HA, HA, HB. Tiếp theo góc đỉnh H tiếp nha các bạn. Đỉnh H cạnh
C. Rồi. Ở đây sẽ có tổng cộng là hai góc vuông nhé các bạn. Tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ đến để chúng ta sẽ đến tìm góc tù. Ở đây sẽ có một góc tù thôi nha các bạn. Đó là góc tù đỉnh A cạnh AB AC. Ở đây sẽ có một góc tù. Một góc tù đó là góc đỉnh A cạnh A B phẩy A C. Rồi ở đây thì tổng chúng ta sẽ tìm được là có bốn góc nhọn, hai góc vuông và một góc tù. Và bài hôm nay kết thúc ở đây. Còn là phần trò chơi các bạn sẽ tự chơi nhá. Ở đây là phần trò chơi giải cứu khủng long, các bạn sẽ tự chơi. Và xin nhớ các bạn, nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ cho mình một nút đăng ký subscribe và chia sẻ video cho các bạn cùng xem để kênh mình ngày càng phát triển hơn nhá. Tạm biệt các bạn.